được ăn thỏa thích dù béo không âu lo, vì ta thấy rất vui và những lúc ăn no giấc mơ đồ ăn ngập tràn mỗi năm, vì tôi luôn có một chiếc bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời. Na cá, na tôm, na cua rất ngon, tôi ăn luôn cả rau vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn. Và những lúc anh